vinh dự được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, bờ vai là nơi biểu hiện khí chất và tính tình của mỗi người. Chỉ cần nhìn vào tư thế của vai là có thể đoán biết được tâm tình của người đối diện đang vui hay buồn. Nếu vai nhô cao lên hoặc rung nhẹ, chính tỏ khổ chủ đang rất vui và đắc ý, trong khi hành động so vai rụt cổ thể hiện sự thiếu tự tin và buồn bã. Mặc dù ít được chú ý hơn so với các bộ phận khác, thế nhưng bờ vai lại là một trong những vị trí được các nhà nhân tướng học quan sát đầu tiên khi muốn tìm hiểu vận mệnh sướng khổ sang hèn của cả một đời người. Hãy cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Giống như đôi mắt, vai cũng có một cuộc đời, một linh hồn và có khả năng biểu hiện cảm xúc qua sự thay đổi của nó. Nhìn vào hình dáng, kích thước hay độ đầy đặn cũng có thể đánh giá được vận mệnh cuộc đời của một con người. Còn chần chừ gì nữa mà không xem ngay để biết vận mệnh của mình. 1. Người có bờ vai rộng. Theo nhân tướng học, người có bờ vai rộng thường có thể lực cực kỳ tốt, khí chất mạnh mẽ, cởi mở, hòa đồng. Vai rộng và tròn là những người thông minh, quyết đoán, tài ba hơn người, sớm muộn cũng trở thành người lãnh đạo giỏi giang. Nhưng nếu vai rộng mà nhọn không cân xứng với thân hình thì lại là những điều không tốt, sức khỏe kém, cuộc đời lên voi xuống chó, sự nghiệp bất thành. 2. Người có bờ vai hẹp. Ngược lại với người có vai rộng, người vai hẹp có thể trạng không mấy tích cực, dễ ốm đau vặt, sống khép kín, thiếu chính kiến. Đó cũng là nguyên nhân những người này dù có cố gắng nhiều cũng khó mà thành công. 3. Người có bờ vai mềm. Phụ nữ có bờ vai mềm thường giỏi các công việc ngoại giao ngoài xã hội. Khí chất của họ là điều không cần bàn cãi. Phong thái ung dung, tự tin, đỉnh đạc khiến họ không dễ khuất phục hay chịu thua, dù là vấn đề khó giải quyết. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, vì quá giỏi nên đôi khi họ không coi ai ra gì, thậm chí là chồng. Phải có bản lĩnh, tri thức xuất sắc, may ra đấng mày râu mới mong lấn lướt những cô nàng này. Còn đàn ông vai mềm lại là những kẻ yếu đuối, việc lớn khó thành, không có tiếng nói trong xã hội, đã thế chuyện gia đình còn lắm chuyên chuyên. 4. Người có tướng vai vuông. Vai vuông là dáng vai trên nhìn vào giống hình vuông. Tướng xấu vai vuông còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vai vuông nhưng mềm mại, uyển chuyển là người có số tốt. Ngược lại, vai vuông mà cứng nhắc quá lại không tốt. Người vai vuông có tướng đi hơi lệch thì đại quý, vừa có danh lớn, vừa có nghiệp lớn. Người vai vuông có tướng đi tự nhiên thì nghiêng về đại phú, nghĩa là không bằng đại quý, mặc giàu cũng có công danh. 5. Người sở hữu bờ vai ngang. Vai ngang là hình vai song song với mặt đất. Vai ngang nhìn mềm mại, thường có cuộc đời trôi qua êm đềm, phẳng lặng. Người vai ngang nhưng cứng, khó thay đổi là những người khuôn mẫu, thiếu sáng tạo. Họ không phù hợp với những công việc cần linh động và ứng biến nhanh vì dễ làm hỏng chuyện. Người sở hữu vai ngang và khi đi có xu hướng ngả nghiêng như đòn gánh thì không gặp may mắn. Đàn ông có tính độc ác, phụ nữ thì khắc chồng. Vai ngang mà dáng đi lại cứng, trông người sừng sững, người này làm gì cũng dễ hỏng chuyện, nhất là những việc cần linh động, ứng biến và tế nhị. Phụ nữ mà vai ngang lại mỏng, trông thanh nhã thì vượng phu ích tử, được lòng cả chồng, là người phụ nữ được lòng chồng và gia đình bên chồng. Chàng trai nào cũng muốn tìm một phụ nữ vai ngang, họ là người thường có cổ rất đẹp. 6. Người có tướng vai xuôi. Vai xuôi là vai khi kết hợp với thân người tạo với cổ hình phễu ngược thoải. Hầu hết người có vai xuôi có cuộc sống bình lặng, an nhiên. Vai xuôi thẳng tuột thì vận khí kém, vai xuôi lượn sóng thì rất tốt. 7. Người có tướng vai ngai. Vai ngai giống như chỗ dựa lưng của ngai vàng thời vua chúa ngày xưa. Ngực và vai phối thành một khối khum về phía trước. Người có vai ngai thường có cơ nghiệp vững chắc, danh lợi và địa vị song toàn. Với nam giới thì đây là tướng của người có sự nghiệp vững chắc, còn phụ nữ sở hữu vai ngai là tướng vượng phu ích tử, rất tốt. 8. Người có tướng vai lệch. Bạn thuộc tướng cô độc và chưa biết cách vận dụng thế mạnh của mình, nên công việc, sự nghiệp của bạn luôn gặp trục trặc, không phát triển. Theo nhiều người đánh giá, bạn là người không có năng lực, thiếu ý chí và sự quyết tâm. Vì thế, hãy đeo hoặc đặt một biểu tượng hồ ly gần mình để tăng cường sức mạnh và sự tự tin. Hồ ly cũng giúp bạn luôn tỉnh táo, xua đuổi những kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng bạn. 9. Ý nghĩa của những tướng vai khác.
vai nhô cao, là người có quyền thế, sự nghiệp huy hoàng, cả đời vinh hoa phú quý. Vai rộng, là người có cá tính mạnh mẽ, tinh lực sung mãn, có khả năng lãnh đạo tốt, gặp được nhiều cơ hội để thành công và giàu sang. Tuy nhiên, nếu bờ vai rộng mà thân hình quá cao thì lại không tốt. Vai hẹp, là người có vận khí không tốt. Bờ vai mỏng, là người ít thành công trong cuộc sống. Phụ nữ có bờ vai mềm mại, là người khí khái, giỏi giao tiếp, ưa thích hoạt động chính trị và xã hội, thường tài giỏi hơn chồng hoặc lấn lướt vai trò của chồng trong gia đình. Nam giới vai gầy, là người ít có hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, thường phải sống trong cảnh cô đơn, không có danh vọng. Nam giới có vai tròn, gầy, là người thiếu nam tính, thậm chí có xu hướng nữ tính hóa. Nam giới có vai lệch, là tướng vai xấu, sống không lương thiện hay làm điều bất chính. Các tư thế của vai khi bạn giao tiếp với người khác cũng nói lên tính cách và vận mệnh của bạn. Các cơ vai thường rất nhạy cảm trước những biến đổi cảm xúc dù là nhỏ nhất. Sự thay đổi tư thế như nghiêng vai, khom vai hoặc hướng vai ra trước hay sau, dù khó nhận ra nhưng cũng có thể cho biết tâm trạng hiện thời của chủ nhân. Khi thư thả, tay và vai của một người sẽ ở tư thế thoải mái, vai hơi hạ thấp về phía trước, cánh tay buông lỏng tự nhiên. Vai nhô lên và kéo ra sau cho biết sự tự chủ và cảnh giác. Khom vai không chỉ là tư thế xấu mà còn là dấu hiệu của sự cam chịu hoặc thất bại. Người thân thiện và dễ gần thường có tư thế một bên vai thả lỏng và hạ thấp hơn phần vai bên kia, hoặc một tay đặt trong túi. Đôi lúc sự bất cân xứng ở hai vai lại ngụ ý rằng chủ thể đang phân vân, chưa dứt khoát. Điều này đặc biệt đúng khi bạn thấy vai của đối phương hết ngả ra trước lại nghiêng về sau. Chủ nhân của tư thế này đang cố hiểu những gì vừa nói hoặc đang cân nhắc trước khi nói. Nếu nốt ruồi mọc trên vai trái biểu thị cho gánh nặng đến từ những người thân là nam giới. Nếu mọc bên vai phải thì gánh nặng đến từ người thân là phái nữ, như mẹ hay chị của bạn. Quý vị thân mến, trong nhân tướng học thì nốt ruồi ở vai chính là một dấu hiệu quan trọng để đoán biết vận mệnh của một con người. Có nốt ruồi trên vai mà tướng vai thon tròn đầy đặn cho thấy chủ nhân có cuộc đời suôn sẻ, ít sóng gió. Đôi vai khô gầy nhô cao ở nữ giới hay vướng thị phi, cuộc đời nhiều vất vả, có khi phải sống trong bần hàn cơ cực. Bên cạnh đó, những nốt ruồi xuất hiện trên vai trái hoặc vai phải ở đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ biểu hiện những ý nghĩa khác nhau về cuộc đời họ. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trên thực tế, nốt ruồi ở vai của nam giới và nữ giới thường thể hiện ý nghĩa không giống nhau. Theo các nhà nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi trên vai có thể mang tới những ý nghĩa như sau. 1. Ý nghĩa nốt ruồi trên vai phải nữ giới. Nốt ruồi mọc trên vai phải phụ nữ là nốt ruồi may mắn, đa phần là người thông minh, đa tài trong cả công việc và cuộc sống. Chính điều này giúp cuộc sống của họ luôn suôn sẻ, không ỷ lại hay phụ thuộc vào ai. Họ cũng biết phấn đấu nên được nhiều người coi trọng. Về trung niên có thể hơi vất vả, nhưng hậu vận sẽ phát đạt và đầy đủ hơn. Đặc biệt con gái có nốt ruồi son mọc bên vai phải hoặc có sắc hồng tươi được đánh giá là người cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng nên dễ đạt được thành công lớn. Về tình cảm, đây chính là mẫu phụ nữ có thể gánh vác được nhiều trọng trách trong gia đình, sau này nuôi dạy con cái nên người và rất hiếu thuận. 2. Tướng số nốt ruồi trên vai trái phụ nữ. Phụ nữ có nốt ruồi ở bả vai trái thường là người hiền lành, dịu dàng và chịu khó làm ăn. Họ chính là mẫu người phụ nữ của gia đình, biết cách chi tiêu và quản lý. Sự nghiệp của những người này khá thuận lợi. Họ có tài lãnh đạo và con đường thăng tiến cao. Nhờ vậy mà cuộc sống về sau khá tiện nghi, sung túc. Sau khi kết hôn, họ sẽ làm rất tốt chức trách của một người vợ, người mẹ, người con dâu. Họ hiểu biết, trầm ổn, suy nghĩ chín chắn, chu toàn nên rất biết cách điều hòa không khí gia đình, luôn cố gắng tạo nên một bầu không khí hài hòa, thoải mái và ấm áp. Họ sống giản dị, tiết kiệm, tính cách hay suy nghĩ nên luôn dự phòng được những trường hợp bất ngờ có thể xảy đến trong tương lai để đưa ra những cách thức dự phòng trước. Người phụ nữ có nốt ruồi bên vai trái thông thường là những người có tính cách hiền lành, chăm chỉ, rất biết cách quan tâm tới người khác. Họ rất giỏi trong công việc nội trợ và quản lý chi tiêu tiền bạc. Đây là điển hình của mẫu người phụ nữ gia đình. Bói nốt ruồi trên vai đàn ông là như thế nào?
Có thể thấy vị trí nốt ruồi trên vai phụ nữ về mặt tướng số không có nhiều trắc trở. Liệu rằng với nam giới, vị trí nốt ruồi này sẽ nói lên điều gì về tính cách cũng như con người họ? 1. Tướng số nốt ruồi trên vai phải nam giới. Nam giới có nốt ruồi ở vai phải thường là người phải gánh vác trọng trách to lớn trong gia đình, nhất là về kinh tế. Cuộc sống của những người này thường không gặp suôn sẻ. Đặc biệt, người có nốt ruồi tại vị trí này mà người gầy gò thì cho thấy sức khỏe cũng không được tốt. Về sự nghiệp, họ khó thăng tiến cao và hay bị người khác gây khó dễ trong công việc. Về hôn nhân gia đình, đàn ông có nốt ruồi vai phải cũng không được đánh giá cao. Họ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được đối tượng như mong muốn, có thể hiểu được bản thân mình. 2. Ý nghĩa của nốt ruồi ở vai trái đàn ông. Nam giới có nốt ruồi bên vai trái gần cổ, nếu có màu đỏ hoặc hồng thì cho thấy là người vất vả nhưng sau này sẽ có thành công lớn. Về lâu dài, những người có vị trí nốt ruồi này sẽ có tài sản lớn, thường là về nhà đất. Cùng với đó, hôn nhân của họ cũng khá suôn sẻ và ấm êm. Đặc biệt, trường hợp nam giới có nốt ruồi bả vai trái nhưng có dáng vai cong gầy được xem là có sức khỏe tốt. Họ là người có tham vọng lớn, chạy theo hư vinh, dễ tạo ác cảm cho người khác. Còn những người có vai rộng thường được xem là năng động, nhiệt huyết với công việc nên dễ lấy được thiện cảm từ mọi người. Trường hợp có nốt ruồi chim là người không được hưởng phúc lành mà phải lam lũ rất nhiều mới có thành quả. Một số nốt ruồi khác trên vai báo hiệu điều gì về cuộc đời bạn? 1. Bói nốt ruồi son trên vai. Trên bả vai có nốt ruồi hồng nhuận thì chứng tỏ rằng đây là một người phụ nữ rất đa tài, khá thành công trong cuộc sống lẫn công việc. Là người có năng lực, lại có vận số tốt nên họ rất dễ dàng đạt được những thành tựu mà người khác phải vất vả, nỗ lực mới có được. Trong cuộc sống, do tính cách hòa nhã lại rất có duyên, cộng thêm với khả năng ăn nói tốt nên họ tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ xã hội. Họ có nhiều bạn bè nên khi gặp khó khăn thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Trong tình duyên, đây là những người đặc biệt đào hoa. Họ hiểu biết nên thu hút ánh nhìn của người khác giới. Tuy nhiên, với tính cách nhanh chán và thích sự mới mẻ nên mãi mà họ vẫn chưa thể tìm được người như ý. 2. Phụ nữ có nốt ruồi đen trên vai. Nếu trên vai có xuất hiện nốt ruồi đen thì theo các nhà tướng số, đây là những người khá lận đận trong công việc. Họ không giỏi trong giao tiếp, trao đổi với người khác, không có khả năng thuyết phục được người nghe, nên tốt nhất không nên học nghề kinh doanh hay những nghề liên quan tới dịch vụ. Công việc phù hợp nhất đối với những người phụ nữ này là nhân viên văn phòng. Trong tình duyên, những người có nốt ruồi đen trên vai cũng gặp phải khá nhiều trắc trở, nhưng cũng không cần phải lo lắng lắm, chẳng qua là bạn phải đợi người đó hơi lâu một chút thôi. 3. Người có nốt ruồi trên vai nhưng vai lại hơi nghiêng xuống dưới. Bạn có kết cấu vai bị lệch và vị trí nốt ruồi nằm ở phần vai lệch xuống đó. Theo các nhà nhân tướng học thì đây lại là một vị trí nốt ruồi tốt. Ý nghĩa của vị trí nốt ruồi này có nghĩa là bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng thoải mái, không phải lo âu, suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, bạn có vận số khá tốt, gặp khó khăn cũng có người khác giải quyết cho bạn. Nhưng nếu vai của bạn cân bằng và đều nhau thì khi có nốt ruồi trên vai, ý nghĩa lại khác hẳn. Cuộc sống của bạn sẽ rất vất vả, áp lực công việc đè nặng, khiến tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, dễ nổi cáu. Điều này rất không tốt đối với sức khỏe của bạn. Vị trí nốt ruồi còn có ý nghĩa, sau khi lập gia đình lại càng vất vả hơn. Cuộc sống khó khăn, phải tự dựa vào chính bản thân mình. 4. Nốt ruồi trên vai nhưng một đầu vai lệch xuống, một đầu vai khác lại chếch lên. Với vị trí nốt ruồi và dáng vai như trên, cho thấy đây là một người phụ nữ không có tài năng nhưng lại rất có tham vọng. Tính cách bộp chộp, nóng nảy hay xúc động lại không hiểu biết nên có đôi khi sẽ có những hành vi, cử chỉ không chuẩn mực khiến cho người xung quanh cảm thấy khó chịu và chán ghét. Những người này tính tình thô lỗ lại hay khoe khoang, ham tiền tài nên rất dễ bị kẻ khác lừa gạt và lợi dụng. Trong cuộc sống, do không biết cách ăn nói và tính tình không tốt nên không có nhiều bạn bè. Lúc gặp khó khăn thì không có ai giúp đỡ. Trong công việc thì không chịu cố gắng,
chỉ biết nịnh nọt, xum xoe nên hai có nhiều lời bàn tán, dị nghị, khiến công việc không thuận lợi, tình duyên trắc trở, gặp nhiều khó khăn. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc đã chia sẻ về những ý nghĩa cuộc đời được dự đoán thông qua hình dáng bờ vai cũng như các nút ruồi xuất hiện trên vai. Các bạn hãy chiêm nghiệm và áp dụng để làm cuộc đời mình trở nên thành công và tốt đẹp hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!